Hello anh em, vâng và chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip tiếp theo là trên kênh của mình. Thì một clip mới thì mình xin chúc tất cả anh em đang xem video của mình là có một ngày mới này, học tập này, làm việc thật là tràn đầy sức khỏe anh em nhá. Ok, thì trong clip hôm nay là mình sẽ tiếp tục là đem mã code mới nhất, đó là của ngày 3 tháng 9 anh em. Ngày 3 tháng 9 mình đọc nhầm sang ngày 2 tháng 9 anh em ạ. Đấy thì ngày lễ của anh em cũng đã hết rồi anh em. Đấy ngày Quốc khánh của anh em đã hết rồi. Đấy thì đương nhiên là anh em vẫn đừng nghĩ đúng không? Nghĩ được chủ nhật nè. Đó. Hôm nay là ngày chủ nhật này anh em sẽ nghĩ là mùng 2 tháng 9 là chủ nhật nữa. Đó là được 2 ngày. Và gọi là thứ hai thì anh em coi là học lại đúng không? Đấy thì mình xin chúc tất cả anh em đang xem video trên kênh của mình là có một ngày mới này gọi là tràn đầy sức khỏe nhá. Đó thì nói chung là ngày hôm nay mình ấy tiếp tục là đem mã code mới nhất đó là của ngày 3 tháng 9 đến cho anh em xem trên video. Thì anh em nào mà xem video của mình ấy, anh em nào muốn nhận được mã code hoặc là muốn nhận được phần quà gì ấy thì anh em có thể là xin mã code từ mình này. Hoặc là anh em nào mà ngày Quốc khánh anh em không nhận được mã code, nhận được gọi là nhập code nhưng mà không có đến lượt anh em ấy, kiểu như là nó hết lượt ấy, thì anh em có thể là xem hết video này để nhận mã code trung thu khác cho anh em. Vẫn còn gọi là nhiều mã code trung thu mà anh em đúng không? Đấy, sắp đến trung thu rồi, chỉ còn lại tầm khoảng là 7 ngày nữa thôi là đến trung thu rồi. Đó cũng gọi là quá là nhanh đúng không? Nói chung là giờ cái gì nó cũng nhanh đến lắm anh em. Đấy, lớn rồi nên nó cũng nhanh đến lắm. Nên là anh em cũng không hóng chờ mấy đúng không? Đấy, hồi bé thì anh em có hóng chờ rất là nhiều luôn. Nhưng mà hồi lớn thì chắc là anh em ít rồi. Đó. Đấy thì nói chung là ngày hôm nay mình sẽ mang mã code đó ngày trung thu đến cho anh em. Thì mình thấy là VNG mới cập nhật cho anh em là thêm được 3 cái gói đồ mới này. Gói cái gì đây? Cô gái thỏ mê đen này và cái gì đây? Cân đổ vân mây đen đó, và thêm cái phòng ngủ bánh ngọt nữa. Cái này thì chỉ có giá là 100 đá quý thôi, cũng có khá là ít. Gói này thì chỉ giá là 130.000 cơ, gói này là 150.000 đó. Phủ thêm mây đen nhìn khá là đẹp luôn anh em, nhìn khá là cute đó, ok chưa? Thì nói chung là anh em nào mà thích thì anh có thể là mình có thể là mở event là tặng cho gọi là hai bạn may mắn nhất trên kênh của mình là gọi là gói đồ đấy nhá. Đó, gói đồ này thì mình cũng dành tặng riêng cho những bạn là gọi là may mắn nhất này và xem kỹ video này. Đó thì đương nhiên rồi, anh em nào mà đã may mắn thì anh em chữ xem kỹ video mới có thôi đó, ok chưa? Rồi thì ok, rất là nhiều anh em có hỏi mã code rất là nhiều từ mình, thì ok anh em ngày hôm nay anh em nhớ là xem kỹ video này để có thể nhận được mã code hoàn toàn free nhá. Đó, ngày hôm nay mình sẽ mang mã code đến cho anh em để anh em có thể nhận được phần quà trong code nhá. Rồi thì ok, nói chung là cũng không luyên thuyên nữa, thì chúng ta vào vấn đề chính là code mình sẽ để là trên màn hình cho anh em. Anh em nhớ là xem kỹ để nhận mã code hoàn toàn free nhá. Rồi. À, có khá là nhiều bạn cùng hỏi là anh ơi, cái chỗ nhập coupon chỗ nào? Thì ok, anh em đợi một chút, mình sẽ đi lấy cái chỗ phần cái đường link nhập coupon cho anh em xem. Đây, đây anh em đợi mình một chút nhá. Khá là nhiều anh em chơi game lâu rồi mà VNG gọi là cập nhật cái nhập coupon ở chỗ và đường link ấy, nhiều anh em vẫn chưa biết. Thì trong game bây giờ là không nhập được coupon nữa rồi anh em ạ. Đấy, trong game thì bây giờ là không nhập được coupon nữa rồi. Đấy, bây giờ thì anh em sẽ đợi một chút này, mình sẽ đi lấy cái đường link nhập coupon cho anh em để anh em có thể là nhập mã code đó nhá. Đây, bây giờ anh em sẽ đợi một chút thôi. Đâu nhỉ? Thì ok, đây là cái trang nạp thẻ từ bên Money2Weather VNG này. Nó thì anh em có thể là vào trong đây, anh em gọi là đăng nhập nhá. Này thì mình gọi là dán đường link vào. Cái này là ID game rồi, đợi mình chút nhá. Mình sẽ đánh cái đường link này, đó, anh em dán đường link vào, thế là xong rồi anh em. Đấy là anh em sẽ tra được một cái trang web. Thì đường link này mình sẽ để gọi là dưới cái phần mô tả cho anh em ấy, phần comment phía dưới để cho anh em có thể là nhấn vào anh em nhập code nhá. Đó, ở đây thì anh em có thể chọn máy chủ Việt Nam này, đó, chọn tên nhân vật này, rồi anh em sẽ gọi điền gift code vào đây. Ví dụ như là gift code cái gì đi, xong em nhấn nhận quà đó. Thế là anh em sẽ nhận được quà nhá. Đây là gift code mình ghi cho anh em xem mẫu thôi. Đó, đường link này thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Còn code mình sẽ để ngẫu nhiên trên màn hình. Bây giờ thì mình sẽ gọi là đi lấy đá quý về để tặng quà cho anh em đã. Và code mình sẽ để ngẫu nhiên, anh em nhớ là vào trang nhập code để có thể nhận được phần quà nhá.
có khá là nhiều bạn đang thắc mắc về số đá quý trong nick của mình. Thì ok, ngày hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc luôn cho anh em về số đá quý trong nick của mình nhá. Đó thì khá là nhiều anh em đang trên kênh của mình ấy có hỏi mình là anh ơi làm sao để có thể là được nhiều đá quý như anh này, và làm sao để có thể đá quý kiếm đá quý free. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lấy đá quý free từ một cái trang chủ shop đá quý com. Đấy, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em, tại vì khá là nhiều anh em thắc mắc là comment phía dưới video của mình này và thắc mắc là nhắn tin cho mình luôn. Đấy, có hỏi mình là anh ơi có thể nào mà hướng dẫn cho em cách lấy đá quý free không, em thì không có tiền để gọi là nạp đá quý. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lấy đá quý free nhá. Ở đây thì anh em mới vào trang chủ, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người vào một cái trang chủ đó tên có tên là shopdaquyvn.com. thì anh em lúc mà anh em vào trang chủ này thì anh em sẽ đọc cái thông báo để giúp mình: xin chào các bạn, shop đến với shop hợp tác chính thức của BlackTwinVNG. Đó thì anh em nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhá. Đó, mình sẽ đóng đi đoạn này, mình sẽ bỏ qua. Thì trước khi đến với gọi là shop thì anh em nhớ là đăng ký một cái tài khoản giúp mình nhá. Ở đây mình sẽ đăng ký một cái tài khoản riêng cho mình để có thể là mỗi clip mình sẽ rút đá quý tặng cho anh em nhá. Đây thì nói chung là mình sẽ tạo một cái tài khoản này nhá. Ok, thì mình đã tạo xong một cái tài khoản ở trên trang chủ shopdaquyvn.com rồi. Thì lúc mà anh em mới tạo tài khoản xong thì anh em sẽ được gọi là được nhận là 8.000 đồng miễn phí ở trong phần này nhá. Ok, thì nói chung là trước khi mà anh em gọi là vào test vòng quay ấy thì anh em hãy nhấn vào ngay nhận quà trung thu ở đây. Thì sắp đến gọi là trung thu rồi thì anh em có thể là nhấn vào nhận quà trung thu để có thể là nhận được quà trung thu nhá. Đó thì ok, mình vừa nhận được là 396 đá quý rồi. Ok cho anh em. Đó, rất là nhiều anh em đang chờ đón khúc này đúng không? Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mọi người có thể lấy đá quý hoàn toàn là free nhá. Thì trước tiên là mình sẽ gọi là nạp thẻ điện thoại đã. Anh em sẽ đợi mình một tí là mình sẽ chạy ra ngoài quán tạp hóa và mình mua cái thẻ để mình nạp về test cho anh em nhá. Bây giờ anh em đợi mình một tí nhá. Rồi ok, thì nói chung là mình vừa chạy ra tạp hóa mua hai cái thẻ gọi là Viettel 200.000 và mình nạp để gọi là vào trong shop test cho anh em. Đó, thì mình đã lên là được 408.000 rồi. Đó thì nói chung là được 8.000 free và mình nạp là 400.000 để vào test shop cho anh em. Thì anh em nhớ là đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhá. Đua top nhận kim cương và đá quý này. Đó, top 1 thì anh em nhận ngay là 50k đá quý và gọi là 2 triệu nhá. Đó, thì anh em nhớ là cứ đọc theo đây đi. Đọc theo đây thì anh em sẽ gọi là làm theo là anh em sẽ nhận thôi. Ra gọi là vòng quay đá quý, gọi là vòng quay trung thu by Two Weather. Thì vào đây mình sẽ test vòng quay luôn cho anh em nhá. Anh em thấy cái bảng bên đây không? Khá là nhiều bạn đã trúng được gọi là 3.000 này, 1.000 này, 9.9 đá quý này. Đó, rất là nhiều luôn. Thì ok, bây giờ mình sẽ test thử vòng quay luôn á. Test thử nhân phẩm mình với vòng quay đầu tiên nhá. Rồi, thử để test thử em nhá, chứ phải chờ quay. Ui, chỉ với gọi là 23.000 đồng thôi mà đã gọi được 1.000 đá quý á. Khó, khá là ngon không em? Ok, bây giờ mình sẽ nhấn quay thật luôn này. Test thử nhân phẩm đồng vòng quay đầu tiên của mình xem là bao nhiêu nhá. Đây, nhân phẩm vòng quay đầu tiên mình được bao nhiêu? Ui, được tận 1.000 luôn anh em ạ. À, ui, anh em thấy dễ không anh em? Đó, rất là dễ để nhận được đá quý luôn. Đó, anh em thấy, em thấy chưa? Đây, vừa chỉ với 23.000 là được 1.000 đá quý rồi. Đó, rồi mình tiếp theo này. Ui, cái gì đấy anh em? Không thể tin nó mắt mình luôn đã anh em ạ. À, đấy, hình như nhân phẩm ngày hôm nay mình cao quá hay sao ấy. Đó thì nói chung là lần thứ hai nhân phẩm mình thì được là 6.000 đá quý anh em. Lần tiếp tục này, tiếp tục là mình xem sẽ được bao nhiêu đá quý nha. Ui, hòa hết cả mắt anh em ạ. Rồi rồi, chúc mừng sinh nhật rồi. Không sao hết anh nhá, không sao hết. Chúng ta gọi là có đen phải có may đúng không? Cái này do nhân phẩm của anh em thế nào mà. Mình test nốt vòng quay cuối cùng để mình gọi là đi rút đá quý dành tặng cho anh em. Ui 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 ui, lại được 1.000 đá quý nè anh em ạ. Với là mình xem nào, mình sẽ reset trang xem là mình mất bao nhiêu. Từ 408.000 cho là mất gần 100.000 đấy anh em, là mình sẽ thu lại được là 11.000 đá quý anh em. Ui, quá là ngon luôn anh em. Bây giờ thì mình sẽ vào game mà mình lấy gọi là ID của mình mà mình rút về nick của mình xem là bao lâu là về nick của mình nhá. Đây, mình sẽ gọi là rút về nick của mình này. Anh em nhớ là nhập ID game giúp mình nhá. Này, mình sẽ gọi là rút gói 999 luôn cho nó máu anh em ạ. Đây, đây bây giờ mình sẽ thực hiện là rút đá quý nhá. Đây, bây giờ mình sẽ gọi là chờ đợi cùng anh em luôn nhá. Đây, bây giờ mình chờ đợi cùng anh em nhá. Ok, thì sau một hồi chờ đợi cũng khá là nhanh em ạ. Chỉ trong vòng là tầm khoảng chưa đến 1 phút, tầm 30 giây thôi. Mình nãy giờ vẫn đứng im chỗ cũ luôn anh em. Đấy, nói chung là mình cũng đã gọi là đá quý của là về nick của mình rồi. Bây giờ mình sẽ gì sắp đây xem là gọi là
rút đá quý thành công nhá. Đó anh em thấy chưa? Đá quý ở đây mình cũng đã rút thành công rồi và đá quý trong đây mình cũng đã bị trừ rồi nhá. Rồi, nãy là mình rút 99 nên là bây giờ còn lại có 1.900 thôi. Nên là anh em nào muốn con đá quý ấy thì anh em hãy đến ngay với trang chủ đó là shopdaquyvn.com. Ở đây thì mình sẽ quay thêm đá quý và mình sẽ tặng cho anh em. Đó là mình đã rút đá quý thành công rồi nhá. Anh em nào muốn có nhiều đá quý như mình thì hãy đến ngay với trang chủ. Đường link trang chủ mình sẽ để dưới phần mô tả phần gọi là comment cho anh em. Đấy, còn bây giờ thì tạm biệt anh em nhá. Đó, bây giờ thì bye bye anh em. Bye bye.